Hello anh chị em. Hôm nay em sẽ sử dụng màu OM07 nhé. Màu này nó nằm trong collection 15 màu của CM. Anh Hà cho nhạc nhỏ tí em. Quên mở to quá. Cho một chút thôi. Rồi. Hello anh chị em. Tay thì hơi có vẹo vọ tí. Rồi, màu này là màu OM07 nhé. Nó nằm trong collection 15 màu của CM. Anh chị nào mua đồ thì có thể lên trên supply, trên website cmsupply.com, hoặc là ở châu Âu thì có thể liên hệ Facebook Trần Nam Văn Tài Bảo Lộc. Rồi em cục đầu tiên thì em sẽ đắp làm hai cục nhé. Mình cứ đắp thử đi xem bột của mình, xem cục đầu tiên của mình nhé. Xem mình đã lấy được nó vừa nước chưa. Đó. Bột của mình nó vừa đủ chưa. Bột thì rất là dẻo. Nên mình chỉ cứ nhẹ nhàng thôi, mình cho nó gọn là đã rồi mình vuốt xuống. Nói chung là đắp móng dài thì anh chị nhớ chăm sóc làm sao cho nó gọn gàng và một chút trên cái xếp. Nhớ là hai bên này mình càng vuốt gọn vào và mình đừng để nó chảy xuống dưới ấy, thì tí nữa mình rũa cho nó nhàn. Đây mình cắt đi một chút này. Anh chị nhìn nó có rõ không ạ? Hello anh chị em. Rồi cục thứ hai thì mình đưa lên ấy, nó cũng không cần quá to đâu. Rồi mình đặt ngay cái điểm lối này, làm sao mình ôm bột nhẹ nhàng hai bên này vào này. Đó. Bây giờ mình dàn bột ở xuống dưới này một chút này, vuốt xuống nhẹ nhàng thôi, vuốt nó xuống. Rồi bây giờ chúc tay xuống vào mình, đè nhẹ cái phần khóe móng này xuống ạ, đè nhẹ nó xuống nha. Bây giờ mình kéo bột hai bên này cho nó thật là ôm vào, và làm sao để cho cái độ dày nhất ở cái đoạn nối móng này nó có dày lên một xíu. Đắp hai cục thì mình có thời gian mình vuốt chỉnh chu hơn, đúng không? Với cái thời tiết mùa này nó nóng ấy, thì anh chị em cố gắng làm sao mình vuốt cho nó mịn màng một xíu. Rồi. Rồi với ngón này thì em sẽ đắp một cục luôn và mình kéo xuống. Chúc cái tay xuống nhá, và mình luôn luôn là móng dài này, bột này. Chúc tay xuống ạ, nhẹ nhàng thôi và ôm nó vào. Rồi bây giờ mình đè nhẹ cái phần khóe móng xuống để làm sao cho nó thật là mỏng, và hai bên này mình nhớ là nghiêng cái tay bên này này, nghiêng cái tay bên này này để ôm nó vào này. Đó. Rồi khi đắp móng dài ấy, mình đắp một cục ấy, thì mình sẽ phân chia ra chỗ nào mình cần phải vuốt, chỗ nào mình không phải vuốt nhé. Đó. Bắt đầu mình ra đây mình vuốt này. Anh chị nhớ này, kéo dài cái tay ra, kéo dài cái tay cái bút của mình xuống dưới này luôn này. Đó. Thời tiết này nó hơi nóng ấy, nên là nó hơi có khô một chút, nên là mình làm sao mình cố gắng mình vuốt cho nó nhanh cái tay lên một xíu. Vuốt làm sao nó tòe cái bút này ra này. Đó. Sợ
tiết này nóng quá. Rồi, xong được một cục này, một ngón này, sang ngón thứ hai. Nói chung là đắp một cục ấy, thì mình làm sao mình phải lấy được cục bột của mình nhé. Nó thật là to và nó đủ nước, đủ độ dẻo. Chúc tay xuống, luôn luôn là nhớ này, chúc tay xuống này. Để mình làm sao mình đè được cái phần khóe móng này cho nó mỏng và nó không bị trào ngược lên trên. Xong rồi thì mình quay sang mình vuốt hai cái bên cạnh này. Đó. Và phần ở giữa thì mình sẽ không cần phải chăm sóc nó quá nhiều. Làm sao mình chăm sóc được cái bề mặt này luôn này. Đó, hai cái bên này và bề mặt. Nhớ là cái cây bút của mình lúc nào cũng phải dùng nước để cho nó ướt thì mình mới có cái độ dẻo của bột được. Một cái độ dài này thì nó hơi có khoai một tí. Hello anh chị em. Đó. Thì ngón tay này nó bị lỗi thì mình cứ để nguyên như vậy nhé, đừng có sửa gì nó, tại vì nó bị nẹm mất bên đấy rồi. Mình đắp vào là nó sẽ bị lệch mất cái khóe đó. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Luôn luôn nhớ là mình sẽ đặt xa cái phần khóe móng ra và mình hơi ôm bột vào trong giữa này, để làm sao cho bột của mình ấy, nó nằm gọn trên giữa này, dù là nó có đi xuống dưới này, mình chúc tay xuống dưới thì nó sẽ cũng chảy xuống dưới cái bề mặt móng thôi, để nó không bị sang hai cái bên này. Nếu mà anh chị cứ để nguyên ấy, thì nó sẽ sang hai cái bên. Đó, ra đây thì mình vuốt xuống, kéo dài tay ra. Nhớ nhé, đoạn này là phải kéo dài tay ra này. Để làm sao mình vừa kéo bột vừa vuốt ở trên này cho nó, bề mặt này cho nó mịn, và mình kéo được cái cục bột của mình ra ngoài. Tại vì khi mình đắp liquid khô á, thì anh chị luôn luôn nhớ rằng là với móng dài ấy, hay với móng ngắn thì mình cũng phải làm sao kéo được cái cục bột cho nó đều. Đó, nó hơi đi xuống dưới tí thì mình lấy nó ra thôi ạ. So. Bột dẻo quá. Hai Vân. Đúng rồi, bột thì cũng bột CM rất là dẻo nhá. Nên là anh chị có thể lên trên website order cmsupply.com, màu này thì màu quốc dân rồi. Ngón út thì nó hơi có nhỏ á. Mình lấy cục bột nó hơi to nên là nó có đi ra ngoài một chút xíu, nhưng mà cũng đừng lo. Không phải lo lắng gì đâu. Tí nữa mình sẽ cho nó vào gọn hết. Đó, mình bây giờ mình chỉ cần chăm sóc cái phần này thôi. Đó, hai bên này và bên này nữa. Ôm cục bột này lên. Cố chăm sóc cái đoạn này đi đã. Rồi, sang cái bàn bên kia thì em thông minh hơn thì em sẽ đắp hai cục với ngón út này. Tại vì nó nhỏ quá. Đó. Vuốt xuống. Anh chị có thể lên trên website order nhé, cmsupply.com. Còn không thì anh chị sẽ đến các supply gần nhất của CM. Còn ở châu Âu thì anh chị có thể liên hệ Facebook Trần Nam, Văn Tài, Bảo Lộc. Đó, ba bạn đó đều có bán. Còn không tìm được thì có thể nhắn tin Facebook cho em. Thì em sẽ tháp anh chị vào những người bán hàng. Rồi. Đi nắp á. Rồi lần này em thông minh hơn một chút này. Với ngón út này thì em sẽ đắp nó hai cục. Đó, hai cục thì mình cũng chỉ cần đặt nó ở đây thôi ạ. Và mình chúc tay xuống. Nhẹ nhàng thôi ạ. Đó, bột của CM thì phù hợp với tất cả các loại liquid nhé. Hiện tại thì em đang sử dụng là cái liquid khô nên là nó cần phải nhanh tay một chút xíu.
Còn anh chị em nào mà dùng liquid chảy ấy, thì có thể bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng thôi. Mình có thể bình tĩnh hơn để mình điều chỉnh bột cho nó có độ dẻo của nó cân đối với theo cái lực vuốt của mình. Hai anh Bảo Lâm, rồi em có biết uống bia đâu, có dịp thì qua Đức anh nhé. Hello tất cả anh chị em ở UK. Hello tất cả anh chị em ở UK. Rồi đó, thấy không, nó vẫn cứ đi ra ngoài một chút nhưng mà mình không lo đâu, bình tĩnh thôi. Nghiêng cái tay này vào, nghiêng cái tay này vào. Làm sao mình cứ ôm cho nó gọn vào trong này đã. Nhớ là mình phải ôm gọn cho nó vào đã nhé. Thế ngón nó nhỏ á, nhưng mà mình có vuốt thì nó sẽ bị mất, trôi mất ngay. Nên là mình cứ ôm nó gọn nó vào đi. À, ngón này nó không có được đẹp ở trong cái chân này. Mình thêm một chút xíu vào nữa thôi. Chút xíu thôi nhé. Đó. Miễn sao mình muốn cho cái chân của mình cho nó căng. Nói chung là đắp một cục, hai cục, ba cục cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà hầu như tất cả các bạn mới học ấy, hoặc đang học nghề ấy, thì lại rất thích những loại dài như này. Đi học chỉ thích các thầy các cô dạy đắp dài như này thôi. Đó, đặt xa ra một xíu, chúc tay xuống. Rồi đè nó xuống. Nhớ là mình đè cái phần khóe móng này, nó mỏng vậy, không cần phải nó quá dày đâu. Mình sẽ ôm hai cái bên này vào. Khi mình chăm sóc xong được cái phần khóe này rồi thì thôi, mình không có vuốt vào nó nữa, và mình sẽ chăm sóc cái phần dưới này đi. Để làm sao để cái phần dưới này mình có thời gian này. Dạ. Phần dưới này mình có thời gian để làm sao mình chỉnh được cái shape này cho nó gọn vào. Nó không là nó sẽ khô mất. Hầu như là anh chị em nào mà đắp liquid khô thì quá hiểu cái cảm giác của bột móng dài nó khô thì sẽ khó khăn như nào, đúng không? Nên là mình phải nhanh tay một xíu. Đó, bình tĩnh mình xử lý thôi. Cho nên hỏi là bột cần niêm mix với bột gì thì không biết. Chảy. Các bạn hỏi mình về mix bột ấy, thì mình không có biết mix bột đâu. Nói thật đấy, cái này mình không biết thì mình không có trả lời được. Tại mình không có mix bột mà. Mình mua về sao là các hãng bán như nào là mình sử dụng như vậy thôi. Chỉ có là mình mix các cái màu nào nó với nhau để cho nó thêm một cái tông nữa thôi. Ví dụ như hồng, hiếp các thứ thì mình còn biết cách để mình mix. Công ty bán như nào thì mình sẽ sử dụng đúng như vậy. Còn cái màu này là màu ở trong OM07, nó nằm ở trong collection 15 màu của CM. Nó là màu ombre. Nói chung là làm ombre hay làm vẽ fan hay là làm đắp cái gì cũng được. Này cũng dài phết đấy. Anh chị em đó, tí nữa mình rũa nhức cái lách luôn. Cái phần đắp bột là cái phần quan trọng nhất, mình thấy nó là quan trọng nhất khi mình làm một bộ móng. Dù là bất kỳ một cái gì nó cũng quyết định cho mình rất là nhiều. Và cái bước đầu tiên là cái phần nhám, xong đến cái phần đắp bột, đó là cái khâu chuẩn bị. Làm sao cho nó chính xác thì các cái bước sau mình sẽ làm nó chính xác hơn. Anh chị nhìn đâu, cái đoạn U này nó là cái điểm dày đấy. Nên là mình sẽ không có chạm vào nó đâu. Mình sẽ vuốt nó từ cái phần dưới này thôi.
thấy không? Từ cái phần trên kia là mình sẽ không có chạm gì vào nó nữa, mà mình muốn làm sao là để giữ cái đoạn đấy là nó sẽ có cái độ dày. Muốn làm sao có một cái độ dày ấy. Hai Thiên Phúc. Chân này nó hơi có nem nhem một xíu, mình cho thêm một chút thôi. Đó. Ngón cái mình đắp hai cục đi nhé. Hai cục thì mình đặt đâu, mình vẫn đặt ở ngay cái điểm này. Và mình ôm bột vào. Khi đắp hai cục thì rất là nhàn nhã, này mình chỉ cần việc ôm bột vào thôi và chăm sóc cho bột của mình nó nằm ở trên cái xếp thì mình sẽ thấy nó nhàn hơn, đúng không? Nhẹ nhàng thôi, thì mình ôm hai cái bên này vào và mình vuốt xuống nhẹ nhàng thôi. Đó. Đắp hai cục thì anh chị em nào hầu như ai cũng làm như vậy rồi. Mình đắp làm sao cho nó gọn gàng trên cái xếp là được rồi. Đó. Và mình đưa cục thứ hai lên. Mình có thể đặt nó ngay cái điểm lối này. Và bình tĩnh thôi, ôm bột vào, vẫn ôm bột vào, nhẹ nhàng thôi ạ. Rồi, bây giờ mình dàn bột ra ngoài này, mình vuốt xuống này. Vuốt như là mình làm ombre thôi ạ. Bây giờ mình quay lại, mình đè cái phần khóe móng lại. Thì khi mình đè như này thì mình sẽ có tạo được một cái độ dốc nhé. Anh chị hiểu cái độ dốc không? Là cái độ dốc của cái chân đó. Khi mình đè nó xuống thì mình sẽ tạo được một cái độ dốc. Khi mình đặt cái bút là mình đè này. Thì là nó sẽ là như này. Tay này thì hơi có xương sỏ một tí. Sợi đi nắp á. Mùa này mà đắp bột thì biết là thật. Ok, then we should just an unpass. Nick thôi. Ok. Sợi đến phần rỗ móng quá. Và xong mình đắp bột thì nó đã vào gọn gọn rồi, thì bây giờ mình rũa thì nhẹ nhàng thôi ạ. Nhẹ nhàng thôi, đưa vào cái hai cái bên này đi. Nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi, mình rũa, đặt cây rũa này, kéo nhẹ nhàng. Nhớ là khi kéo ấy, thì mình có hơi có xu hướng là mình sẽ nghiêng vào trong bề mặt móng này một chút xíu nhé. Và anh chị đừng có kéo nhanh quá, mình kéo nhẹ thôi. Khi đi tay ấy, ở dưới gầm móng này, anh chị nhớ là mình đặt gầm móng này thì mình sẽ làm sao, mình sẽ rũa nó xa ra một chút. Mình đặt nó này, thấy không? Mình rũa làm sao nhẹ nhàng thôi. Kéo thật là nhẹ nhàng. Đó, thế là mình rũa xong một cái xếp. Em thì em cũng hơi có lười một chút, trừ khi là cái gì thôi. Đó, nhưng mà hai cái bên này luôn luôn là mình sẽ phải chăm sóc nó nhé. Luôn luôn là mình phải chăm sóc nó. Để sao mình lấy được cái độ thẳng. Mình nhìn đi. Quay cái tay lại để mình nhìn xem là cái đường thẳng của mình nó đang về đâu. Mình nó có hăng xuống bên này, nó hơi có dày hơn này. Kéo nhẹ tay thôi, đừng có lấy lực nhiều quá. Có nhiều anh chị em là cố rũa để làm sao cho nó nhanh ý. Nhưng mà nó cũng không có nhanh đâu. Mình cứ nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình đi ở dưới gầm này. Đi ở đây cho nó khít lại. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lại. Chỗ này nó hơi, bên này nó hơi dày ấy.
mình phải ôm bên đấy nhiều. Chỗ nào mình cảm tưởng là cái đầu của mình ấy, nó hơi bị dày ấy, thì em sẽ đi luôn cái này. Không, thì nên mình không phải chạy máy nhiều. Anh chị đừng có đặt thẳng trực tiếp vào cái khóe này để mình rũa nhé. Đó, mình nhìn xem là cái đầu mình nó đã thẳng chưa. Khi nó đã thẳng rồi thì mình đi ở trên bề mặt này thôi. Rồi quay cái tay lại để mình xem nào. Đó, dỗ móng dài thì nhức cái lách luôn đấy. Nếu muốn ẩu thì cũng được thôi, muốn ẩu thì anh chị không cần phải rõ trên cái bề mặt thôi. Nó ngón này vừa xong nó tràn chỗ. Anh chị đi ở dưới gầm ấy, thì mình đi nhẹ nhàng bình tĩnh thôi. Khi nó khớp vào đến đây rồi là nó khít rồi là ok. Đó. Thì mình sẽ có được một cái đường thẳng ở dưới. Thank you.
Chung cùng. Dỗ măng dài nó hơi cực. Nhớ là các bạn luôn luôn nằm từ dưới gầm móng, là mình nằm xuống và mình đi từ đầu móng vào bên trong này, nhẹ nhàng thôi, đừng cố. Chứ các bạn cố thì nó sẽ đồng nghĩa mà nó ăn rất là nhanh, nó ăn nhanh thì nó hay bị vấp. Hai Hoàng anh cũng muốn cho ra lắm nhưng mà thôi, mấy cái bộ móng cho nó xứng đáng, lâu lâu mày phải cho anh flex tí. Cái ngày nào mà cũng đắp 20-30 phút một bộ thì nó nhàm quá, không có động lực. Đắp như này thì các bạn mới học nghề mới thích, có động lực để cho các thầy cô dạy móng dài chứ. Ok, hôm nào anh xuống luôn đi. Anh xuống anh mang khách đi theo cùng luôn. Mới ra nghề ấy, thì đa số là anh chị em đi làm ở tiệm ấy, rất là thích móng dài, nhưng mà người ta lén cho một bộ móng dài ấy, ngồi rất là lâu nên là rất mất thời gian, nó cũng không có hiệu quả, và tự nhiên là mình lại bị thêm một cái áp lực, rất là áp lực luôn ấy. Thì các bạn mới mà các bạn làm móng dài các bạn càng áp lực. Ok Hoàng, hôm nào anh xuống nha. Nào anh xuống nghe mình. Sợ bắn lượt chứ. Ủa nhanh lắm em ạ. Nói chung là đi ra làm, đi làm ăn chi á, chỉ dình xem là mấy bạn mới ấy, tuy là cái mỏ mình nó hơi hỗn thật, mà có nghĩa cái mỏ mình nó hỗn thật luôn ấy. Chỉ dình mấy bạn mới ra nghề ấy, làm ăn chi mà dí cho quả khách như này. Rồi em thích khách dài lắm, cho em một khách dài dí cho quả như này ngồi. Thế là thôi mình tự dưng ung dung thêm 3-4 lượt. Khoái, cảnh đấy khoái lắm. Vừa được lợi cả đôi bên, các em vừa thích móng dài. Để các em chụp ảnh. Mới ra nghề hoặc là đang học ấy, thích làm móng dài, xong đến lúc đi ra làm móng dài thì cứ kêu áp lực quá, cứ bảo đồng nghiệp tạo áp lực, rồi là chủ tạo áp lực,
Nhưng mà có biết đâu rằng là đâu có ai tạo cho mình áp lực đâu, toàn tự mình tạo áp lực cho mình nhé. Mình thích mà. À, toàn tự mình thích mà nhỉ. Căng lét. Hello anh chị em cho mình chia sẻ đi. Tí nữa em sẽ cho anh chị em xem vẽ. Vẽ gọi là nhức lách luôn. Vẽ gọi là một đập ăn quan luôn. Một nọ nó đến cái phần chạy mịn này mới sướng này. Anh chị em quả mịn này gọi là thần thánh rồi, sang tuần có lại hàng rồi nên anh chị cứ yên tâm, về phát này em ship hỏa tốc cho anh chị luôn. Mịn này thì đi chỉ có nghiện nữa, rất là thích luôn, nên anh chị có thể nhắn tin vào Facebook cho em nhé. Hello Cường. À, nhẹ nhàng thôi. Ra tay này rất là khoai, mình đi nhẹ nhàng đấy. Rồi anh chị em mà cần mịn thì nhắn tin cho em nhé. Em ship khắp châu Âu luôn. Còn ở Mỹ thì anh chị có thể lên trên website ordercmsupply.com hoặc là đến các supply gần nhất của CM. Còn ở châu Âu thì anh chị có thể nhắn tin cho em vào Facebook. Anh có em ơi, em nhắn tin cho anh nhé. Nó mình hạ cái đoạn này xuống để pha cho nó mềm. Thank you.
À, cái này thì không an toàn nhé. Em nói với tất cả mọi người là cái này không an toàn và rất là bén, nhưng mà khi cắt tay này, đó, anh chị phải cảm nhận ở trên tay của mình, là đó, cắt luôn vào khóe này, nó là 100% đầu không an toàn nhé. Nên là mọi người nên lưu ý, và trước khi mua hàng mọi người nên cẩn trọng những cái gì người tư vấn nói về chất lượng của sản phẩm là nó đúng như vậy, chứ không có ai người ta bán đầu dê rồi là treo cái khác đâu. Không lại bảo về mà mọi người nói là đầu an toàn nhưng về nó không an toàn, cắt tay thì chết. Nó là không an toàn, nhưng mà khi mình chạy mình phải biết, anh chị nhìn nghe tiếng máy nó quệt vào da này, và khi mình đi ở cái khóe này, cắt cái khóe của anh chị là anh chị cảm nhận được là nó có an toàn hay không. Đó, em thì hơi hỗn, mỏ em thì hơi quạo, nên là anh chị em thông cảm. Em chỉ muốn anh chị em hiểu rõ về sản phẩm thôi. Cái này thì không phải là dành cho người mới đâu ạ, mà là dành cho tất cả mọi người đã biết làm nail hoặc đang học nail hoặc line, không dành cho bất kỳ một trường hợp nào cả. Đó. Dành cho tất cả mọi lứa tuổi, rồi là dành cho tất cả mọi cấp độ level, dù là đang học, dù là đang chật chững, dù là thợ lâu năm. Mà mỗi một lần về hàng của em nó không có nhiều đâu, rất là ít luôn. Anh chị có thể nhìn trên website order cmsupply.com, hoặc là ở châu Âu thì có thể nhắn tin cho em trực tiếp vào Facebook của em. Sang tuần hàng nó về tới nơi thì em sẽ ship trả tất cả các anh chị. Tại vì hàng nó cũng không có nhiều ạ. Tại vì đặt những cái loại này rất là khó. Làm sao bột dẻo vậy? Bột dẻo thì bạn có thể lên trên website ordercmsupply.com. Đó, tất cả câu trả lời thì nó sẽ là bằng thực tế và mình phải trải nghiệm. Đó, anh chị có thể dùng thử, nó mua một hũ hai hũ anh chị có thể dùng thử, rồi anh chị sẽ biết được cái chất lượng của các cái sản phẩm. Em thì em luôn khuyến khích này anh chị nè, luôn khuyến khích anh chị là phải thử và mình phải được trải nghiệm thì mình mới biết được là sản phẩm của mình nó có tốt hay không. Dạ, anh chị có thể nên trực tiếp website, tại vì công ty có thể ship toàn thế giới luôn ạ. Đó, đây là bộ móng này là ngồi o bế, mình ngồi mình chăm suốt cho nó đẹp, nó khoảng mất khoảng tầm 2-3 tiếng thì nó sẽ đẹp ngay. Đó là mình khi mình làm ấy, thì anh chị chú ý là mình ngồi có thời gian ấy, mình có thể ngắm nghía từng ngón một thì nó sẽ đẹp. Đó. Mình quan trọng là mình cùng ra cái sản phẩm nó ok khách hàng là được. Nhưng mà nhiều bạn thì
đang học ở cái môi trường học nha, môi trường học cơ bản các kiểu, nhưng mà các bạn làm móng dài đỉnh lắm, ra đưa cho quả ngắn cụt ngủ. Các bạn làm móng dài như này các bạn chụp ảnh đẹp dã man luôn ấy. Nói chung là đẹp hơn mấy cái thằng thầy luôn, đấy là học sinh người ta làm còn đẹp hơn mấy thằng thầy luôn, em không nói sai luôn, nhức lách luôn ấy. Nhưng mà đấy người ta có thời gian đó. Mình hỏng có thời gian thì mình tà tà thôi. Dạo này cái mỏ em hơi hỗn, ngay đi khịa quá, khịa dã man lên. Nên là bị nhiều người ghét, nên là các bạn bè dạy nai ghét lắm, các thầy các cô ghét, ghét đủ các kiểu luôn. Nhưng mà mình chẳng ghét gì họ cả, mình lại rất là thích quan tâm các bạn, mình rất thích quan tâm các bạn luôn. Hai anh Nguyễn. Ok em. Nhưng mà các bạn mình ghét mình làm, mình thấy tội. Tiền nhiều ta nhìn cần đấy là đủ tiền trả rồi. Người yêu bơm như cả trăm bạc bộ móng nhưng mà thừa tiền. Tí nhớ đút vào con lợn một hai chục. Tay xấu quá anh chị em ạ, nó cứ bị sờm này đấy, chạm vào cái là nó ối dồi ôi ngay. Định không nhặt đâu nhưng mà nhìn nó bẩn quá, nhặt thì nó lại hỏng mất bộ móng. Thứ phạm sợ. Ta lại lên với con bút vẽ fan siêu phẩm, nên một con hàng vẽ fan siêu phẩm luôn. Đó, màu vẽ thì của CM rất là đẹp nhé. Màu này nó gọi là nhức lách luôn. Rồi, sờ xem cái bề mặt này ok chưa. Em vẽ phe này nó hơi ẩu một chút, tại vì em vẽ thì em không có hay có bôi các cái gì lên trên bề mặt ấy. Nên là nó hơi có xấu. Sợ. Rồi nếu mà anh chị em nào mà chắc cú thì mình cứ vẽ một ngón thôi thì mình cho vào đèn. Còn không chắc cú thì mình cứ vẽ hết đi. Chị em thấy màu vẽ đẹp không ạ? Màu vẽ của CM cực kỳ đẹp luôn nhé. Những cái tông màu vẽ của CM thì nó gọi là siêu chuẩn đấy ạ. Anh chị em nào mà chưa có những cái màu vẽ đẹp có thể lên trên website order. Màu vẽ của CM thì anh chị nên thử một lần, chỉ có nghiện thôi ạ. Đi nắp á. That's
Có một cách nữa là anh chị em nào mà không có buffer, không có chạy máy ấy, thì có thể là mình có thể bôi tốp khoát lên hoặc là tốp mát lên rồi mình hãng vẽ nhé, thì như thế thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu anh chị mà vẽ mà như em vẽ như này thì nó hơi khó khăn, một cái là anh chị nó hay bị chạy sập. Vì sao? Vì cái bề mặt của anh chị làm nó không được kỹ ấy, thì nó sẽ bị sập thôi ạ. Hầu như là thợ mai mà đã có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ biết cái cách tránh những cái vệt sặc đấy ra. Người ta biết là cái bề mặt người ta có được hay không. Lâu lắm rồi không vẽ quả phen dài như này. Đó, anh chị vẽ hai ngón thôi, anh chị cho vào đèn đi, nó chắc cú, tay nó đỡ chạm rồi là nó đỡ va quệt vào đâu, đúng không? Còn cái bộ bút vẽ 5 cây này anh chị nào cần thì có thể nhắn cho em nhé. Nó nằm ở trong bộ 5 cây đấy, gọi là siêu đỉnh luôn ấy. Còn anh chị em nào mà muốn cây bút vẽ rời thì có thể như trên website order cmsupply.com đó, đến các supply gần nhất của CM. Màu vẽ này thì cực kỳ đỉnh rồi. Anh chị em có thể nhìn thấy sự khác biệt khi mình rũa bề mặt móng nó rất là ẩu đúng không? Nhưng mà khi mình vẽ thì màu nó có chạy hay không? Đấy, nếu mà anh chị em nào mà hiểu biết một chút và tinh ý thì anh chị em sẽ nhận ra được cái phần đó. Rằng là cái bề mặt này nó rất là khó để làm mịn khi anh chị đi bằng cái cây rũa kia. Mà khi mình đưa bất kỳ một cái màu vẽ nào lên ấy, nó đều bị chạy màu hết. Đó. Nhưng mà riêng với màu của Canam thì anh chị yên tâm một điều rằng là đi đến đâu đứng đến đó và nó sẽ không bao giờ bị chạy màu. Dù là cái bề mặt của anh chị có rũa bằng thanh rũa đi chăng nữa, nó cũng rất là đỉnh. Đó. Nó là sự khác biệt hơn nhau ở chỗ đó. Nóc mà ăn pít thôi. Dạ màng quá nhỉ. Làm bộ móng cả tiếng đồng hồ chưa xong.
o bế nó hơi lâu, chăm chút nó hơi lâu. Nên là nhìn nó cũng hơi khác biệt một tí. Có thời gian cái là móng đẹp ngay. Khoái quá. Vẽ dài này khiếp đúng không? Hai tuyệt. Nói chung là anh chị em mà muốn test màu vẽ thì anh chị cứ dùng cái thanh rũa giấy của mình nhé, rũa bề mặt này, này xong là mình vẽ thì anh chị sẽ biết được là cái chất liệu của cái màu vẽ đây nó có ok không, nó có bị chạy không. Đấy là một cái test rất là gọi là với em thì nó là chính xác để mình thử các cái loại màu ấy, xem nó có bị không. Còn hầu như nếu mà anh chị mà bị những cái sọc đấy á thì mình có thể thử các hãng khác, tại vì không nói là màu đều mà là màu nó chất lượng hơn thôi. Anh chỉ dùng em bột hay bị dư dưới tiếp kéo làm sao cho nó khỏi bị anh là sao em? Bột dư ở dưới gầm này á, dưới gầm móng á, dưới gầm móng thì biết thôi, đi ngang thôi. It's an important. À, photo khúc hình thôi. I saw this. Yeah. Rồi, em sẽ vẽ quả hai quả lửa lửa nữa là nó xong rồi. À, quả lửa trái tim này, ok. These are fingers. Yeah. Yeah. Rồi, ôi, chạm lông lá nhiều quá. Rồi. Mình chuyển sang mình vẽ quả lửa này xem nào. Lông ở đâu đây? Chà, đúng một ngón dã man thế nhỉ. Ôi giời ơi, khách ơi là khách. Nó dính nông lá quá. Bực thật đấy. Người ta gọi là nửa sừng trái tim. Đây là ngọn lửa mọc sừng. Đấy, gọi là trái tim mọc sừng đây này. Đó.
Theo các bạn ấy là gọi đây là gọi là trái tim mọc sừng này. Nam thôi. 20 mét xét thì khi mình đắp bột ấy thì mình gọn gàng vào một chút thôi, vén nó vào ngay từ cái bước đầu tiên ấy. Bước đầu tiên thì mình đã không có vén nó vào rồi thì nó sẽ bị ra ngoài thôi, nó bị chui xuống dưới này này, thì mình sẽ phải chạy lại gầm, đúng không? Đó, anh chị em nào mà kỹ tính thì mình có thể chạy lại gầm, nhưng mình thì ẩu nó quen rồi nên mình cũng không có chạy gầm lại. Thì khi đắp bột thì mình rất là quan chú trọng vào cái điều gì, điều làm sao để cho nó không bị, hạn chế nhất có thể. Đây là người ta gọi là ngọn lửa trái tim mọc sừng. Theo các dân chơi vẽ là người ta gọi đây là trái tim mọc sừng. Đó, thế là xong bộ móng á, chung làm bộ móng tắt mồ hôi luôn, làm mấy tiếng liền chưa xong được bộ móng này. Đó, nhưng mà nhìn nó cũng khác bọt anh chị em ạ, nhưng làm bộ móng nó khoảng tầm lâu lâu trên một tiếng là nó sẽ khác bọt ngay. Đó, có quả có bộ móng chụp ảnh rồi. Đó. Mọi khi là làm nhanh thì không có bộ móng nào được chụp ảnh cả. Với cái móng dài này nhá, anh chị em nhớ là mình làm sao mình thốp hai ngón thôi cho nó chắc cú. Tốp quát của CM thì cực kỳ là bóng rồi, nói chung là như gương luôn ấy. Nói chung là như gương luôn à. Đi Nam thôi. Nói chung là cái bộ móng 100 đồng trở lên thì nó cũng phải làm sao để có thời gian. Nhanh quá thì khách nó bảo nó lãng phí tiền quá. Đó. Mình lấy tiền cũng không được quá hấp tấp. Chỗ anh chị lấy bộ này thì bao tiền ạ? Năm cơ. Ôi giời ơi.
Khách ơi là khách, dí vào đâu. Đây lông lá ở trên. Không biết rúi ở đâu luôn. Dạ. Hai Đức Anh, muộn đâu em, bây giờ anh mới xong mà, chưa có muộn. Đến cái khúc chụp ảnh nó mới hay. Sợ đấy, là xong bộ móng nhìn trông nó cũng ra gì đấy nhỉ, mỗi tội là hơi xấu một tí. Tay hơi xấu thôi, da tay hơi xấu thôi, tay không có xấu. Tay này không có làm gì được khác được. Ôi rồi thôi xong rồi, không sao, bật tí không sao cả. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em đã xem like nhé, chúc anh chị em ngày làm việc vui vẻ. Rồi chào mọi người.